công khai người yêu làm cả cộng đồng mạng xôn xao. Carrick là một trong những nam rapper đẹp trai, tài năng đình đám nhất nhì showbiz hiện tại. Carrick sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo. Đặc biệt, kể từ khi anh bắt đầu gây bão tại rap Việt mà nhất cử nhất động của anh chàng cũng được dân tình soi kỹ hơn. Chính vì vậy mà đường tình duyên của họ cũng được quan tâm không kém. Nàng thì đẹp gái, chàng thì đẹp trai, cả hai lại còn có sự đồng điệu với phong cách thời trang nên làm dân tình đêm qua xôn xao cả cộng đồng mạng. Chưa hết, Bella cũng chính là cô gái duy nhất được nam rapper nhấn nút theo dõi trên Insta cá nhân. Không để dân tình chờ lâu thì mới đây, nửa đêm ngày 24 tháng 8, Carrick đã đăng hẳn một chiếc ảnh đầy tình tứ bên Bella với lời chú thích đầy ngọt ngào để công khai bạn gái và tuyên bố sẽ ở bên cô. Anh chàng để chú thích bằng tiếng Anh đầy ngọt ngào, tạm dịch là: người ta nói, cuộc sống của bạn không hề lãng phí, miễn là có ít nhất một người quan tâm đến bạn. Vì vậy, khi mọi thứ đi lệch hướng đến mức tồi tệ và em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng em luôn có anh ở bên. Được biết, hot girl đang chiếm giữ trái tim Carrick tên thật là Phan Thị Phương Nguyên, biệt danh Bella, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô sở hữu nét đẹp pha trộn giữa dịu dàng lẫn chút sexy cá tính nhưng lại gây tranh cãi vì có phần thiếu tự nhiên. Bella còn khiến dân tình mất máu vì sở hữu body quá nóng bỏng, vòng một khủng. Cô được chú ý là một hot girl mẫu ảnh có lượng theo dõi cao ngất ngửa trên mạng xã hội, sở hữu gương mặt xinh đẹp và thần thái sang chảnh nhưng uyên fan không lấn sân sâu và showbiz. Bạn gái xinh thế này, Carrick chắc chắn sẽ chìm đắm trong tình yêu, sẵn sàng kệ cả thế giới để theo dõi mình nàng trên trang Instagram cá nhân cũng là điều dễ hiểu. Ngoài ra, theo những chia sẻ trước đó trên trang cá nhân, hiện Bella đang làm việc trong một viện thẩm mỹ và sở hữu thu nhập khá ổn định. Vì vậy mà cô nàng cũng thường xuyên có những chuyến du lịch sang chảnh, xuất hiện bên xế hộp tự tậu, đồ hiệu đắt đỏ. Trước uyên fan, Carrick từng công khai yêu Trang Pila vào năm 2014. Mối tình của cả hai kết thúc vào 3 năm sau đó và hiện giờ Trang Pila đã yên bề gia thất cùng anh trai của ca sĩ Bảo Thi. Tháng 3 năm 2017, Carrick thừa nhận với khán giả rằng đang hẹn hò với Đàm Phương Linh trong chương trình nhạc hội Song Ca. Tuy nhiên, 3 tháng sau, Carrick viết dòng chúc mừng sinh nhật đến người yêu cũ và trùng hợp Đàm Phương Linh cũng bước qua tuổi mới vào ngày này. Sự đổ vỡ của cặp đôi khiến nhiều fan không khỏi tiếc nuối. Vậy là showbiz Việt lại có thêm một cặp đôi mới trai xinh gái đẹp vô cùng hợp nhau đúng không nào? Bạn cảm thấy cặp đôi Carrick và Bella thế nào? Hãy comment cùng chúng tôi bên dưới và cùng dõi theo những video tiếp theo của gia đình Việt nhé!